Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Video hôm nay Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn và cũng như review cũng như là tư vấn cho các bạn những giải pháp rất là hay ho và cũng rất là đầy công nghệ. Và đây là một cái giải pháp, một cái hệ sinh thái rất là lớn và khá là đầy đủ về mặt công nghệ cho những khách hàng nào chúng ta đang có những nhu cầu nghe nhạc, sách tai hay là những căn nhà mới chúng ta có cần những cái không gian, khu vực nghe nhạc, thì đây là một giải pháp. Và với cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu từ Thụy Điển thì Audio Pro nó ra cho mình rất là nhiều công nghệ về mặt chất âm, về mặt giá thành và cũng như là về mặt công nghệ, thì các bạn sẽ được trải nghiệm một cái hệ sinh thái của loa này. Và cái cơ chế hoạt động nó như thế nào thì mời các bạn xem cái video này cùng Vũ nha. Ok, thì các bạn thấy trước mặt của Vũ đây thì các bạn thấy là đây là một những cái cụm loa của Audio Pro, thương hiệu đến từ Thụy Điển. Thì tất cả những loa đây bao gồm loa box cell nè, loa center nè, rồi loa tròn, các bạn thấy loa trụ ở dưới đó các bạn thấy không? Rồi nào là có loa cột, thì loa cột đang là để ở quầy kệ bên kia. Chút mình sẽ quay cho các bạn xem một cái hệ sinh thái. Thì đầu tiên cái video mình sẽ review các bạn và cái mà cái loa này nó làm được nó rất là xịn sò so với những dòng loa trên thị trường hiện nay là hầu như là không có các bạn, không có. Và cái điểm mấu chốt chính là, mời các bạn đến đây. Đây, thì trước mặt các bạn đây chính là loa box cell là nhỏ. Thì những cái mẫu loa như thế này á, nó rất là phù hợp với những cái không gian nhỏ, nhất là những cái quầy kệ giống như Vũ đây các bạn, hoặc là những cái kệ thấp. Chúng ta cần một cái cặp loa để chúng ta trang trí, chúng ta decor cho cái căn phòng của mình. Mà cái việc mà nghe nhạc không á, thì nó rất là chia là bình thường đúng không các bạn? Thì nào là kết nối Bluetooth đúng không? Thì ngoài việc ra thì chúng ta sẽ rất là nhiều cái bất cập. Thì đối với Audio Pro hãng Thụy Điển, họ cho chúng ta một cái hệ sinh thái trải nghiệm giống như là một cái giải pháp cho chúng ta trải nghiệm nguyên một cái căn nhà chúng ta cũng như là về chất lượng âm thanh. Thì nó có thể kết nối được Wi-Fi, nó có thể streaming được ePlay 2, Google Chromecast, nói chung là rất là nhiều tính năng về mặt công nghệ. Thì trước mặt thì để mình sẽ quay phía sau cho các bạn xem. Đây nha. Ok. Sorry các bạn, đây là con. Đối với dòng loa này nó sẽ có line là mẹ bồng con các bạn ha. Thì nó sẽ có một con loa chính. Đây mời các bạn qua đây. Đây. Nó có rất là nhiều màu nha các bạn có thể truy cập vào thienvu.com.vn để chúng ta search Audio Pro để chúng ta có thể thấy được. Rồi, Vũ sẽ mở cái này ra đi. Rồi Vũ tắt luôn cái điện đi cho nó tiện. Đây. Hiện tại đây là Vũ đang sử dụng màu đen. Thì con Audio Pro này hiện tại các bạn thấy không, thì hiện tại nó là một dòng loa box cell, nó có thể nó là tập trung vào cái việc nghe nhạc của khách hàng. Mà đặc biệt á, nhất á, của con này á, chính là có khả năng multi room, tức là tất cả gom tất cả những cái loa trong cái hệ sinh thái của hãng này, chúng ta thể nghe cùng một lúc với nhau giống như chiếc loa âm trần video trước Vũ có review. Và những sản phẩm này là những sản phẩm rất là hiếm hoi có ở trên thị trường và có đầy đủ những cái công nghệ về trải nghiệm các bạn. Thì ở đây các bạn thấy ở đây ngõ đây là một cái ngõ có thể đối với box cell nha, mình review từng cái nha. Đối với con box cell này á, là hãng nó cho ta thêm một cái ngõ sub out. Thì sub out chút nữa Vũ quay cho các bạn xem, sub rất là đẹp, lo rất là đẹp. Rất là và cái độ hoàn thiện ngoài từ cái ốc vít nè, cái này là mặt nhôm nha các bạn. Mặt nhôm và trên lo rất là đầm và rất là nặng nha các bạn nha. Rồi cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ cho chúng ta thêm một cái ngõ in, line in nữa, là chúng ta thể nghe những cái bản nhạc mâm thang hay là nghe bằng đĩa thang hay là gì đó, hoặc là từ âm ly nào đó nghe nhạc, chúng ta phải kết nối qua cái ngõ input này. Và cái mà mình đánh giá rất là cao là con này có một cái hệ sinh thái, nó có cả ngõ optical và HDMI. Và đặc biệt là cái việc là nó có HDMI ARC này, nó rất là quan trọng trong cái trải nghiệm của chúng ta. Tại vì cái HDMI ARC này là nó có thể kết nối trực tiếp với cái TV. Nó sẽ xuất bao gồm luôn cả về mặt điều khiển và nó xuất luôn về cả mặt chất lượng âm thanh. Nếu các bạn hỏi giữa cái ngõ optical này và cái ngõ HDMI này thì nghe nhạc cái nào hơn, thì Vũ sẽ cho các bạn một kết quả là HDMI sẽ nghe nhạc sẽ xịn sò hơn và bán dẫn cho đến cái độ chịu tải nó và hỗ trợ rất là nhiều định dạng âm thanh, thì HDMI hỗ trợ rộng hơn so với mặt optical nha. Tại vì theo Vũ được biết thì ở Việt Nam ta vẫn nhiều khách hàng người tiêu dùng cuối, Vũ không nói về cái góc độ kỹ thuật, Vũ nói về những khách hàng cuối người sử dụng, thì các bạn thường là sẽ suy nghĩ rằng là cái optical là cái chất lượng âm thanh tốt nhất, nhưng thật ra nó có là HDMI nữa nha các bạn, nó mới là cái tốt nhất.
giống như ở phim thì optical nó chỉ giới hạn cho chúng ta là ở cái 5.1 thôi. À, nhưng mà đối với HDMI thì sao? Hiện tại nó hỗ trợ đến 9.7 chấm gì đó. Nó rộng hơn rất là nhiều so với optical các bạn ha. Cũng như là độ dẫn âm của HDMI vẫn tốt hơn đó các bạn. Rồi, đó là về mặt những cái ngõ kết nối này. Và nhìn chung thì nó chỉ là những cái ngõ công nghệ đúng không các bạn. Và ngoài ra những con loa này nó tích hợp luôn cả là ePlay 2. Cái ePlay 2 này thật sự các bạn nhìn chung á, nó rất là phổ biến ở thời điểm hiện nay. Nhưng mà hầu như về mặt loa công nghệ thì rất là ít khách hàng biết đến nó và cũng như là khai thác và sử dụng nó. Nếu các bạn sử dụng mà nghe nhạc bằng Bluetooth á, thì không thể nào mà nó hay và nó chất lượng bằng cái việc là chúng ta stream qua bằng ePlay 2 qua Wi-Fi. Cái thứ hai nữa khi mà những con loa mà kết nối với những cái nền tảng ví dụ như là Spotify nè hay là Tidal nè để chúng ta nghe những bản nhạc lossless đồ này nọ thì các bạn sẽ nghe được những cái bản nhạc với cái chất lượng sụt nhạc cực kỳ cao hơn so với Bluetooth. Tại vì Bluetooth chúng ta phải đi qua một cái chất băng dẫn không dây. Còn đối với những con loa này nó tích hợp sẵn tất cả nền tảng này á, là khi chúng ta chọn bài hát đó và đưa cả ứng dụng vào cái loa này luôn, thì khi mà chúng ta chọn bài hát sau đó chúng ta thoát ra ngoài thì nó vẫn chạy bình thường và chất lượng âm thanh là nó lấy từ cái server của cái ứng dụng này đi xuống trực tiếp luôn, nên nó sẽ không giảm đi cái sự méo mó so với việc là chúng ta sử dụng qua cái Bluetooth đó các bạn ha. Thì việc có một cái Bluetooth thì dành cho những người lớn tuổi hay những bố mẹ hay là những khách hàng khác chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà nếu mà có thêm những cái wifi đồ này nọ nữa và có những cái nền tảng stream nhạc nữa thì chúng ta sẽ trải nghiệm khách hàng những bạn, nhất là những bạn trẻ là những trung niên là chúng ta có thể trải nghiệm những cái bản chất nhạc, những cái bản nhạc chất lượng cao hơn rất là nhiều đó ha các bạn ha. Rồi ok, đây là mình nói về mặt sau các bạn ha, nó tích hợp rất là nhiều nền tảng nha. Đây, và đối với cái con loa này thì nó là Audio Pro. Vũ cho các bạn xem nè. Đây, đây là những cái tất cả những để Vũ quay màn hình luôn nha, để về sau cho các bạn xem, các bạn xem để tí. Đây, đây thì đây là cái phần cài đặt của cái ứng dụng Audio Pro này. Các bạn thấy đó, nhìn nó rất là sang và trải nghiệm rất là mượt. Đây là những nền tảng hỗ trợ khi mà chúng ta stream, nó Spotify nè, Apple Music nè, Tuning nè, Tidal nè, là những Amazon Alexa nè, rồi tai nghe nè, rồi Music nè, nói chung là nhiều lắm các bạn ạ. Thì nó phục vụ cho rất chi là nhiều tệp khách hàng, đối tượng từ lớn tuổi cho đến trẻ. Thường sử dụng những nền tảng yêu thích của mình có thể stream được nhạc rất là hay và rất là mượt mà, và chất lượng âm thanh nó cũng sẽ được trải nghiệm cao hơn rất là nhiều so với lại cái việc chúng ta sử dụng Bluetooth. Đó là về mảng công nghệ các bạn. Và một cái nữa mà con này nó có thể làm được một điều chính là khả năng multi, và đó chính là một cái điểm quan trọng nhất mà Vũ muốn gửi đến khách hàng về cái thông tin của cái sản phẩm này. Là Audio Pro nó có cả nguyên một cái hệ sinh thái của mình về design, tức là về cái bố cục, về thiết kế, về rất là nhiều mẫu loa để cho tất cả các bạn như là khách hàng có thể tùy biến đặt nhiều mẫu loa và nằm trong chung với một hệ sinh thái. Thì trong cái group này các bạn có thể thấy là ở đây Vũ đang group lại với nhau là bao gồm 3 mẫu loa là 1, 2, 3. Thì Vũ có thể điển hình ra đây là một cái loa phòng khách, và đây là một cái loa để bàn, đây là một cái loa ở ngoài cầu thang hoặc sân vườn, hoặc đây là một cái loa ở trong bedroom, nói chung là đâu đó phòng master gì đó. Ví dụ vậy, nó có lọt cột nha các bạn, lọt cột chút Vũ sẽ mời các bạn ra ngoài kia. Thì đó, tất cả những dòng loa này là hiện tại đối với Vũ, theo Vũ được biết thì đây là một cái hãng loa có đầy đủ về mặt công nghệ và hệ sinh thái. Nhưng hầu như là hãng ở Việt Nam ta nhìn chung nó là tập trung vào việc nghe nhạc. Nhưng mà đối với Vũ thì nhìn vào cái sản phẩm này á, nó có một điểm rất rất là mạnh mà hiện nay ở trên về trong tầm giá hay đến với những cái brand khác á, thì hầu như là họ không có và rất là hiếm, là có khả năng multi room được nè, ePlay 2 nè, stream nhạc nè, mà tất cả là có bao công suất sẵn nè, đỡ phải đi dây nè, chỉ cắm điện là sử dụng thôi nè, khách hàng có thể tự lắp đặt được nè. Đó thì nó rất là hay. Và đối với những cái con loa như thế này á thì các bạn sẽ biết là sẽ có những con loa ví dụ như là Sao 3. Sao 3 thì các bạn biết thì nó sẽ có một cái loa thanh. Vũ cũng có bán nha các bạn, có mua Sao 3 nhớ ủng hộ Vũ luôn nha. Nhưng mà Vũ muốn chia sẻ một vài phân tích cho các bạn hiểu rõ hơn
để chúng ta biết được nhu cầu mình ở chỗ nào, chúng ta mua đúng cái sản phẩm thì chúng ta sẽ thoải mái hơn trong việc mà trải nghiệm. Thì sau 3 thì chúng ta sẽ thiên về chúng ta nghe những cái loa TV, hoặc là đối với những khách hàng mà nghe nhạc thì chúng ta phải có subwoofer, tại vì những cái con Sava thì nó sẽ không đánh được những dải âm bay. Và cái điểm yếu của Sava nữa là một cái điểm là dải âm trung. Âm trung của Sava là hầu như là sẽ không được đẹp so với những dòng loa chuyên nghe nhạc như thế này, thì cái âm trung nó sẽ đẹp hơn. Và Vũ đang ví vụ và đánh giá giữa con loa nghe chuyên nghe nhạc Boxell như thế này với Sava. Chứ còn nếu mà Vũ không có đánh giá hoặc là so sánh giữa những con chuyên nghe nhạc này so với những con mà có sự đầu tư hơn về hi-fi, ví dụ như là lo Boxell hay là những cái lo cột mà có một cái amply rời riêng chuyên để nghe nhạc, ví dụ một bộ cầm xếp nó vậy khoảng rơi đâu 30 mấy triệu, 40 triệu, thì chúng ta không thể nào so được cái chất lượng âm thanh nó sẽ bằng được với những cái bộ như vậy. Nhưng với cái tầm giá nó chỉ khoảng 10 mấy triệu và tích hợp đầy đủ về mọi mặt công nghệ cũng như là chất âm, nó so với Sava thì nó vượt hẳn về cái tính chất là nghe nhạc cũng như là cái tính chất trải nghiệm và về mặt công nghệ nha các bạn, và sự tiện nghi mà trong quá trình sử dụng nó rất là dễ nha các bạn. Đấy, thì Vũ tập trung vào cái đó. Và cái thứ hai nữa là cái con Audio Pro này sẽ giúp cho những khách hàng trẻ hoặc là lớn tuổi hay là những anh em thiết kế nội thất, chúng ta sẽ linh hoạt và tùy biến được cho khách hàng của mình bố cục nó bất kỳ nơi nào trong cái không gian của nội thất, và nó rất là đa dạng về cái thiết kế, nên các bạn có thể decor được và khách hàng có thể trải nghiệm được toàn bộ căn nhà từ lầu 1 cho đến lầu 10, hay là từ phòng ngủ hay đến toilet gì đó, nói chung là khá là đầy đủ. Đó đó là cái khả năng của Multi. Thật ra cái Multi thì trong người bán và giới kỹ thuật thì họ biết rất là nhiều, nhưng đối với những khách hàng mà end user mà chúng ta chưa biết gì hoặc là chúng ta chưa tiếp xúc với những cái ngành hàng này á, thì Vũ mong muốn là những cái thông tin mà Vũ truyền tải cho tất cả các bạn sẽ nắm rõ hơn về ngành hàng này và có những sản phẩm nó như vậy. Thì trong quá trình mà chúng ta có điều kiện, chúng ta xây nhà hay chúng ta có nhu cầu mà chúng mua và trải nghiệm á, thì các bạn sẽ biết nó sẽ có những cái này nó rất là phù hợp với mình hoặc là không phù hợp với mình. Mình sẽ đưa nó vào những danh sách và liệt kê ra để mình chọn một sản phẩm tốt nhất cho mình ha. Rồi, thì như vậy là Vũ đã chia sẻ sơ về cái mẫu. Tất cả mẫu, đây nè các bạn, cái mẫu này thì chúng ta đặt ở trên cái kiểu dáng này nè. Chúng ta đặt ở trên một cái kệ. Nếu mà chúng ta thích có hai dạng, một chúng ta đặt hai con Boxell, thì hai con Boxell này Vũ khuyến khích là dành cho những khách hàng mà thật sự đam mê rất là nghe nhạc. Thật sự đam mê nghe nhạc nha các bạn ha. Thì đam mê nghe nhạc thì nó cần nghe Spreadright, Left và Right. Còn đối với những khách hàng mà mang tính chất là decor và nghe nhạc hay ở mức độ vừa, thì các bạn có thể chọn những dòng như thế này và những dòng như thế này. Các bạn nhìn nó nhỏ các bạn, nhưng Vũ khẳng định khi mà các bạn có thể đến showroom 779 Trần Đạo thì các bạn đến với Tiên Vũ, bạn tại trải nghiệm những dòng sản phẩm này, các bạn sẽ wow lên về cái chất lượng âm thanh của con này. Đối với những dòng Sava khi mà chúng ta sử dụng loa thanh như thế này thì các bạn sẽ nghe âm bay hầu như là âm bass, các bạn gọi là âm bass nghe nhạc IDM hầu như là không có, và nghe những nhạc boro hay là những nhạc trữ tình các bạn sẽ nghe mất đi phần âm bass. Nhưng đối với những con loa này thiết kế tuy nhỏ gọn vậy nhưng mà cái mức cộng hưởng mà họ thiết kế cái driver loa này nó tạo ra cái không gian của mình, nó giống như là loa chúng ta đã có sub rồi nha các bạn. Thì để chút nữa Vũ sẽ mở cho các bạn nghe thử. Thì nghe trên điện thoại thì không có thể chính xác được 100 với những cái tần số thấp như vậy được, nhưng mà vẫn có một cái gì để tham khảo các bạn có thể đeo tai nghe vào để các bạn cảm nhận được nha các bạn ha. Đó, đó là sự khác biệt giữa các Sava cũng như là những dòng loa như này Vũ chia sẻ. Thì nó tập trung về cái hướng là nghe nhạc hay là xem TV hay là xem YouTube đồ này nọ, hay, nhanh, đơn giản. Mà Sava thì và nó tích hợp những ngõ ERC thì chúng ta không cần phải sử dụng quá nhiều cái remote nha các bạn. Thì cái ngõ HDMI mà cái ngõ này, cái loa Boxell mà tích hợp được cái này cũng rất là ít. Thì cái ERC này nó sẽ giúp cho các bạn khi mà các bạn để Vũ cắm điện luôn nha. Các bạn chờ Vũ xíu. Thì khi mà các bạn mà xem á, chúng ta coi trên TV đồ này nọ hay là mọi thứ á, thì chúng ta tăng giảm volume á, thì cái volume loa nó cũng sẽ chạy theo luôn. Là chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng mỗi cái remote của TV thôi, và các bạn không cần phải sử dụng cái remote của con loa này nữa các bạn. Nó rất là tiện. Và con này nó sẽ được là cắm điện 24/24. Và hãng Audio Pro họ hiểu được khách hàng là họ biết là con loa này họ sẽ được kẹp chung với cái TV xuyên suốt, giống như TV chúng ta hay cắm điện 24/24 đúng không? Thì họ cũng biết được điều đó và họ đánh giá vào cái, họ tập trung vào cái việc là trải nghiệm của người dùng. Và họ cũng để cái con loa này với cường độ là điện 24/24, và khi mà trong chúng ta có thể được set up tùy biến được là để Vũ đợi các bạn Vũ xíu ha. Các bạn có thể set up được là chế độ sleep trong bao nhiêu lâu thì nó sẽ ngủ đông. Đó các bạn, ví dụ chúng ta không nghe nè, các bạn thấy Vũ làm được đó.
Rồi off on là 30 phút này, nếu mà tôi không mà lay nhạc hoặc là nhạc mà không có đường tín hiệu dẫn vào á thì tự động chiếc loa này nó sẽ ở chế độ ngủ các bạn ha. Đó, ví dụ là buổi ví dụ thôi nha, để vụ tắt đi. Rồi thậm chí nó có tích hợp luôn cả về cái báo thức nữa các bạn, tức là mỗi loa, những loa nào có kết nối wifi là ví dụ như cái phòng ngủ chúng ta set up riêng cho cái loa đó là 7 giờ để dậy đi làm, hay là 6 giờ dậy ăn sáng hay chiều đi tập thể dục nó sẽ nhắc, hoặc là phòng khách là báo là tới giờ đó là sẽ xem phim, thì sẽ có một cái báo thức báo ở tới giờ đó sẽ có một bộ phim gì đó. Chúng ta tận dụng luôn, nói chung là nguyên một cái hệ sinh thái. Ngoài việc nghe nhạc, ngoài việc trải nghiệm âm thanh thì Vũ nhìn ra cái sản phẩm này nó còn đưa cho chúng ta một cái hệ sinh thái mà bạn có thể sử dụng để làm báo thức cả một căn phòng, hoặc là con cái chúng ta đi học tới giờ cái loa đó nó đặt ở trong phòng ngủ của đứa con mình, và mình có thể set cái giờ đó là sẽ báo thức, cái loa nó sẽ tự đúng giờ tới giấc nó sẽ báo thức lên để cho chúng ta nhớ cái giờ để dậy đi học. Thay vì là mở rồi reng giống như điện thoại chúng ta nhức đầu quá, thì tới cái 7 giờ đó tới giờ đi học sẽ mở những bản nhạc mà chúng ta yêu thích nhất tới giờ đó mở lên cũng được luôn. Thì đó là một cái hệ sinh thái mà trải nghiệm của Audio Pro đến từ Thụy Điển hay bạn, họ làm cho chúng ta. Và đặc biệt cái nữa là con này nó có cả một cái phần EQ. Đối với những cái dòng kia đa phần là chúng ta là mặc định, nhưng mà đối với những dòng của Audio Pro công nghệ họ cho chúng ta cái phần bass và phần treble nữa các bạn. Đây Vũ cho các bạn coi, chúng ta thể tùy theo về thể loại và phần bass và phần treble. Và một cái nữa là về cái phần có thể tích hợp được điều khiển luôn cả hệ sinh thái của Google giọng nói, ví dụ như là Alexa hay là giọng nói hay là Google Assistant các bạn. Chúng ta thể tích hợp bật off hoặc là điều khiển giọng nói qua với hệ thống của Audio Pro các bạn. Tức là hiện tại cái Audio Pro họ đang là một hệ sinh thái mở, thì khách hàng, đối với khách hàng mua nhà mới thì chúng ta sẽ sử dụng hệ sinh thái của nó. Đối với những khách hàng mà muốn về nghe nhạc thì nó sẽ mang tính chất là tiện ích, kết nối TV nghe hay với cái thành hợp lý đó. Rồi và chế độ standby info rồi voice, nói chung là khá là đầy đủ các bạn. Ngoài ra thì tất cả hệ thống Audio Pro không chỉ là nghe độc lập các bạn, mà Audio Pro nó còn cho chúng ta cái ngõ mà re-out sub nha các bạn. Có những con có hỗ trợ re-out sub và có những con không hỗ trợ, để Vũ cho các bạn xem. Đây, thậm chí là những cái con này các bạn có thể đi cố định được các bạn, thấy không nè. Các bạn con này các bạn có thể sử dụng sub out nè các bạn, connect nè, âm bay nè, cái đây cái lỗ loa để tăng cái sự cộng hưởng, làm tạo ra âm bay rất là tốt các bạn, nên là nghe giống như chúng ta không có sub. Và đối với những khách hàng chúng ta có thể sử dụng những cái con này, có thể cắm mạng trực tiếp luôn, ổn định luôn, và điều hỗ trợ là bluetooth, wifi, eplay, tất cả là đầy đủ luôn. Thì tha hồ khách hàng có thể rất là dễ trong quá trình mà mình sử dụng thích nghe lúc nào cũng được, không cần phải mỗi lần nghe nhạc lại phải giữ cái nút đó để cho nó bật bluetooth, mà cái loa luôn luôn đã chờ bạn, chỉ cần bạn chọn nhạc và chúng ta chọn nó là nó sẽ phát nhạc thôi. Nó rất là dễ, đó là hệ sinh thái nha, Vũ đang chia sẻ của bạn về đây. Rồi và các bạn về còn về mặt thiết kế này các bạn, đây các bạn coi sơ về mặt thiết kế đi. Đấy, ở đây là bằng da nha các bạn, chất liệu Audio Pro da, và nó có rất là nhiều màu. Vũ chỉ video ngày hôm nay là Vũ tập trung vào quay về cái mặt tổng thể cho các bạn thôi. Đó, và nó có một cái góc ngửa nè ở phần chân nè, tức là nó biết là cái loa này thật sự là nó chỉ thiên về những cái quầy kệ, những cái đặt kệ á, nên là cái độ ngửa nó có một độ ngã lên nhất định, ngước lên, để khi mà chúng ta đặt cái chân về, chúng ta ngồi trên bộ ghế sofa thì cái hướng âm và những cái driver loa này đặt đúng và cho chúng ta một âm thanh nó đúng và chuẩn nhất có thể. Rồi như vậy là các bạn đã hiểu về những cái sản phẩm của Live Audio Pro, thương hiệu của Thụy Điển chứ các bạn. Và đây là cũng thêm một cái nữa, đây là một cái mã khác, đây là mã Audio Pro, mã của nó là A10 và nó thiệt là form như thế này, rất là dễ. Và con này chúng ta có thể có những cái bass treo ở trên tường các bạn. Cái này đối với những khách hàng mà nghiện âm nhạc và muốn cả không gian của chúng ta mà đi đâu cũng có nhạc luôn, cả cái cầu thang thì chúng ta chỉ cần bắt con này lên cái vách góc tường thôi, thì cả nguyên một cái thông tầng tường sẽ du dương một bản nhạc. Đấy. Rồi nhiều khách của Vũ thì sử dụng cái con này, các bạn biết làm gì không bạn? Đặt cái chỗ mà không gian mà giếng trời á, và nó có gốc cây á, và họ bật nhạc và cái tiếng giả tiếng chim các bạn, rất là hay luôn các bạn. Muốn nghe nhạc cũng được mà lúc nào bật giả tiếng chim, nhìn cái không gian nó rất là tự nhiên luôn. Và nó rất là nhiều màu nha, Vũ chỉ để đây điển hình thôi. Video Vũ tập trung vào cái trải nghiệm về cái tính năng của sản phẩm và nó sẽ giúp được gì cho những khách hàng khi mà chúng ta sở hữu nó, và nó có những điểm mạnh gì đó, là Vũ tập trung vào những cái đó. Rồi
và cái về mặt tiền nè, rồi mình nói về những cái việc cơ bản đi, đó là những giới trẻ, những trung niên mình sử dụng, nhưng mà đối với những người lớn thì sao các bạn? Thì cái mặt layout phía trước, cameraman có thể gần giúp mình cái đây phụ để đây. Thì các bạn, cái mời mặt cameraman, các bạn thấy những cái nút phím ở đây nó rất là tiện cho người dùng ở đây. Ví dụ như là Vũ muốn chuyển thì đang nghe bằng wifi đi, chuyển sang Bluetooth đi, chuyển AUX đi, chuyển line đi, thì ở đây là nút nguồn, còn đây nút chuyển nhỏ, thì chúng ta chỉ cần nhấn thì đèn nó sáng tới đâu thì đèn được vị trí đó. Thì đối với khi mà chúng ta chuyển qua Bluetooth đó, chúng ta không cần nhấn giữ hay nhấn thả gì cả, chỉ cần chuyển qua nó sáng đèn ở vị trí Bluetooth là chúng ta có thể mở Bluetooth chúng ta nghe là được rồi đó. Nhưng mà Phụ nghĩ cũng không cần thiết phải sử dụng Bluetooth đâu, vì về loa này nó quá nhiều công nghệ rồi, và nó stream được cả wifi và earplay 2 khá là đầy đủ, thì thật ra nó quá xịn rồi, nên chúng ta sẽ tính năng Bluetooth là Vũ không có đánh giá cao lắm. Nhưng mà đối với những người già hoặc là những người lớn tuổi mà không biết cách dùng thì, hoặc là khu vực đó không có wifi, thì nó có dư cái điểm đó thì nó cũng là một cái hay và rất là tốt cho việc audio rồi tập trung vào cái trải nghiệm. Các bạn có thể truy cập vào audiopro.com, cái hãng ở nước ngoài luôn nha, thông tin hãng này rất là rõ ràng. Các bạn truy cập vào audiopro.com thì các bạn xem ở thông tin nước ngoài về cái website và những tính năng, và họ review sản phẩm rất là xịn sò, và về decor rất là lớn, rất là chỉnh chu, nên những khách hàng mà tìm hiểu có thể tìm hiểu trực tiếp tại nước ngoài đó. Còn nếu mà khách hàng có mua ủng hộ Vũ thì nhớ mua nha. Rồi tiếp đến là cái phần remote, thì ngoài việc ra chúng ta có thể điều khiển được ở trên app rồi, nhưng mà cái ông Audio Pro hãng Thụy Điển này nè, họ lại cho chúng ta thêm một remote. Và cái remote các bạn cầm trên tay rất là xịn, nguyên một mặt đây là một khối nhôm nha. Cái phần khối nhôm mình thích nhất là phần khối nhôm. Cái thứ hai nữa là cái ngõ reset đây nè, để chúng ta điều khiển control này nè. Thứ ba nữa là mặt cao su phía dưới đây, thì chúng ta cầm lên rất là đầm tay các bạn, rất là đầm nha, nói chung là trời là vẫn u đầu các bạn, rất là nặng, rất là đầm tay. Nhưng mà mặt về phím bấm thì nở đánh Vũ, ở góc độ Vũ thì Vũ đánh giá nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có sang xịn mịn lắm về mặt phím bấm này. Nhưng mà nhìn tổng quan tổng thể với giá thành rất là hợp lý, một thanh nhôm nguyên khối này nhìn vô cái remote nó cũng rất là sang các bạn. Đấy, thì chúng ta mà trên remote này thì cho các bạn review luôn, nó đưa cả một cái hệ function trong đây luôn, là cho chúng ta nút nguồn nè, Bluetooth nè, volume nè, đứng nhạc nè, nét nhạc nè, chuyển ngõ Bluetooth nè, optical nè, nghe nhạc wifi nè, nghe nhạc TV tức là HDMI nha các bạn, TV tức là HDMI, và ngõ line nữa nè. Đó, ngõ line là in đó các bạn. Ngoài ra thì audio nó có cho chúng ta một cái nó rất là đặc biệt mà những cái hãng khác không có, đó là các bạn có thể lưu được những preset. Đây, mời các bạn xem cái reset. Đây, cái reset là cái này các bạn, những cái preset speaker. Ví dụ reset đây là chúng ta có thể bấm vô chỗ này, ví dụ như con này đi, mình edit nó, mình reset này là mình nghe, là mình có thể nghe những cái thể loại nhạc mà mình thích, hoặc là những cái form mà mình thích, bass treat nó như nào, chúng ta có thể lưu để tương thích với cái bài hát đó. Nó rất chi là dễ dàng luôn nha các bạn. Đó, và các bạn thấy không, nó rất là đầy đủ. Nghe nhạc Pro thì bass như đây thôi, chúng về sau chúng ta chỉ cần chọn reset, tôi muốn nghe nhạc Pro, play TV nhạc Pro, chọn cái reset đúng Pro. Còn nghe nhạc EDM hay là nghe nhạc khác, mở nhạc EDM trên TV và chọn chế độ đúng EDM, thì cân phần bass shape là chúng ta đã chủ động được chỉnh, và nó được theo kiểu là customize của bản thân chúng ta rồi. Nó không còn kiểu như là một cái gì đó mặc định mà hãng bắt chúng ta phải dùng. Nói chung là cái loa này họ tập trung rất nhiều vào cái việc này của trải nghiệm của người dùng nha các bạn ha. Đó. Rồi, còn về ngủ đông thì như Vũ đã chia sẻ rồi đó, thì cái loa này các bạn cứ yên tâm cắm điện 24/24 đi. Tại vì khi mà không có nhạc là chiếc loa nó sẽ ngủ đông, thứ nhất tiết kiệm điện cho các bạn. Cái khoa bán loa sẽ tiết kiệm, chúng ta đã sở hữu nó thì hầu như là những khách hàng mình không có ở góc độ tiết kiệm. Nhưng mà đối với Vũ thì cái vấn đề review ra để sâu hơn về sản phẩm á, thì khi mà nó ngủ đông như vậy á thì khách hàng cũng sẽ yên tâm hơn là về từ, về điện, về độ nhiễu điện ở xung quanh, thì nó cũng sẽ được tối ưu hơn và nó sẽ an toàn cái loa của mình hơn, chứ không phải đơn giản chỉ là việc tiết kiệm điện đâu. Vì chúng ta đã chơi thì chúng ta không sợ, không bao giờ suy nghĩ đến việc là tốn tiền điện, và điện cũng chả bao nhiêu cả. Đa phần cái loa này tập trung về cái loa nghe nhạc các bạn, nó phải những cái loa mà như sân khấu sự kiện ngoài trời đâu mà nó ngốn điện ha. Rồi đó, ok, như vậy là Vũ đã chia sẻ cho các bạn khá là đầy đủ về cái hệ sinh thái của những con loa này. Và bây giờ các bạn thấy không, bây giờ ở đây cũng chuyển qua chế độ HDMI nè, TV nè, ok nha.
Rồi cũng play một bản bài bài nhạc trên đây cho các bạn nghe. Đây. Nhưng mà tôi không cần buồn phiền từ đâu lao đến đây. Rồi, bạn cameraman có thể quay xa một xíu. Rồi. Đây các bạn, thì khi mà Vũ lay như vậy, chuyển ngõ như vậy, đây là remote của TV Samsung. Và khi mà Vũ tăng volume á, nó sẽ hiểu đây là bộ thu nhạc. Đó, các bạn ha. Đó. Như vậy là ngoài việc ra, ngoài việc chúng ta sẽ không còn nghe cái TV, âm thanh của cái TV này nữa, mà chúng ta sẽ là nghe từ YouTube hay là coi phim hay coi đọc báo, chỉ mọi thứ là nghe qua cái loa này cũng rất là hay nha các bạn ha. Vì nó hoạt động 24/24 mà. Các bạn nghe âm bay không? Chưa gì hết, các bạn đã thấy sự âm bay nó đã có sự khác biệt rồi. Đó. Rồi, Vũ tắt đi để tránh bị bản quyền các bạn. Tại vì mình giới thiệu loa thì mình sẽ demo cho các bạn ở cái video lần sau nghe nhạc của con này và hệ sinh thái. Vì cái con này ví dụ như là Vũ quay lại cái chủ đề là multi-room. Multi-room là cái hệ thống là Vũ đã chia sẻ những video trước rồi, thì cái loa này có thể kết nối với nhau một cách là không dây, thay vì chúng ta gắn mười mấy cái loa trong một nhà thì chúng ta phải đi dây, tiền nhân công khoan đục tường mọi thứ đi dây. Thì đối với cái hệ sinh thái của Audio Pro này là ngoài việc là hệ thống multi-room là chúng ta không cần phải đi dây, chúng ta chỉ cần cắm điện thôi và kết nối wifi, và tất cả những hệ thống loa này có thể là nghe nhạc độc lập hoặc là gộp chung với nhau. Gộp chung và độc lập nó khác nhau chỗ nào là phòng khách chúng ta nghe riêng một bài, phòng ngủ chúng ta nghe riêng một bài, phòng kia nghe riêng một bài. Và khi tất cả các phòng này chúng ta muốn nghe chung chỉ cần mở trên cái app gom thành một group lại với nhau, sau đó chúng ta play một bản nhạc thì tất cả các phòng trên nó đều nghe cùng một thể loại nhạc, và âm lượng chúng ta kiểm soát trong tầm tay nha. Phòng nào lớn nhỏ đây các bạn có thể xem, ví dụ đi, phòng này lớn bao nhiêu đây, phòng ngủ nhỏ thôi, rồi phòng khách to lên xíu hay như thế nào đó, như thế nào, hay là phòng toilet này gì đó nhỏ dương thôi, chúng ta chỉnh độc lập. Sau khi chỉnh độc lập ở đây, cái group này có sẽ có một cái gọi là volume tổng. Thì volume tổng này chúng ta muốn lớn, cường độ lớn bao nhiêu thì tất cả những cái group ở trên đây nó sẽ đều giống như nhau hết cả đó hai bạn. Nó là một cái rất là cái hệ sinh thái của Audio này, nó làm việc nó rất là chi là hay luôn đó. Về mặt thiết kế loa các bạn thấy không, rất là đơn giản, rất là đẹp. Đấy, nó là 500 các bạn, là vụ tải này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là chắc. Rất là chắc cho các bạn, không sợ con nít đâu. Đấy. Đấy, các bạn rất là chắc. Đó. Nó có nhiều màu các bạn, con này có màu trắng, màu đen. Con này cũng có nhiều màu, màu walnut gì cũng có, rồi con này cũng có màu tối, cũng bọc bằng da luôn. Nó rất chi là nhiều màu. Rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ Vũ sẽ cùng mọi người test cái ePlay 2. Ví dụ test ePlay 2 đi. Thì tất cả loa đang có cắm điện hết đây nè. Thì Vũ chỉ cần mở chế độ nghe nhạc trên đây ePlay. Bấm. Các bạn thấy nguyên hệ sinh thái không? A28 Pro là con này. À là cặp này. Các bạn ha. Vũ đứng nhạc, cứ đứng nhạc trên TV đi. Đó. A28 Pro là con này. Mọi người chờ Vũ xíu. Đó. Rồi xong. Rồi có cây thông nữa. Tại vì nãy có mấy bạn phá hết quá. Mấy bạn lấy một cái con loa này, các bạn để ngay cái cây thông nữa, nên các bạn đặt gọi là cây thông đó, để link với nhau đó, để mở nhạc Noel gì đó. Rồi các bạn thấy đây là nó được là nó sẽ là cái loa này đó, hệ sinh thái nó sẽ là cái room file D1, rồi hai file room, karaoke room, rồi Asmod, nói chung là rất là nhiều, nguyên một cái hệ sinh thái, nguyên cái căn demo showroom ở Thiên Vũ đây hầu như là full loa, có wifi hết. Các bạn muốn nghe bất kỳ khu vực nào, muốn nghe chung cùng một lúc hay là muốn nghe riêng từ khu vực được hết luôn, cả một sinh thái. Còn về việc các bạn thấy đẹp, nó rất chi là đẹp, nó rất là dễ cho bạn đề co căn phòng, để trên kệ sách, để phòng ngủ, để trên trước cái mặt tivi. Nhưng mà nếu mà đối với Vũ chia sẻ đối với những bạn nam hoặc những khách hàng mà có gu nghe nhạc cao thì chúng ta nên chọn A28, 38 và A48. Còn đối với những bạn trẻ mà mới mua nhà hay là chúng ta mua cần thiết để chúng ta sử dụng để đề co căn nhà thì chúng ta sử dụng những dòng loa này, hoặc là những cái dòng D1, thì những cái dòng loa này thì nó sẽ mang tính chất đề co nằm ở giữa TV thôi, nhìn nó giống như center hơn mà nghe rất là hay, nghe như có sub luôn nha. Các bạn không cần mua con subwoofer phía dưới này luôn, các bạn không cần phải mua con subwoofer phía dưới này luôn đó, nên các bạn yên tâm cái chỗ này nha. Rồi ok, hôm nay là quá là đầy đủ mình giới thiệu các bạn. Giờ mình sẽ cùng các bạn đi ra cái quầy kệ, đang có khách ở ngoài rất là nhiều, mời các bạn qua quầy kệ những cái mẫu loa nè. Đây, bạn thấy không? Nó có những mẫu loa nữa nè. Đây loa cột. Đây.
các bạn thấy lọt cột chưa? Đó, đây là mẫu lọt cột đó. Rồi đó, đây là mẫu lọt cột các bạn thấy chưa? Cái mẫu lọt cột là bạn thấy người cameraman ngồi xuống đi. Cái mẫu lọt cột này các bạn thấy thì nó rất là nhỏ, nó rất là phù hợp những cái kệ, những căn hộ hoặc là những phòng lớn thì chúng ta sẽ chọn mẫu lớn hơn mà nó cũng giống như nhau. Đó, đây để Vũ lấy cho bạn coi phía sau, cái phần hoàn thiện ở phía sau nó rất là đẹp. Ôi dạ, chú cha. Cái này con có hai con. Ôi, nó khá là nặng các bạn. Rồi, đây. Camera đừng rung camera này, nó cũng có ngõ HDMI ERC nè các bạn, optical nè, ngõ sub out nè. Các bạn nhìn đây nè, đầy đủ không? Nhìn các bạn nhìn nó xịn không? Đó, các bạn nhìn xịn. Camera cần cần hơn xíu nữa, đi từ từ thôi, đừng rung điện thoại quá, khách hàng khó coi. Đó, các bạn thấy không? Độ hoàn thiện cao không? Nhưng mà các bạn lưu ý đối với những con size lớn như này á thì các bạn nên lưu ý cái điện 110 và điện 220 nha. Con này có thể nghe được điện 110 và điện 220 nha. Đây là mã A48. Đầy đủ công nghệ Bluetooth, Spotify, Airplay 2 đầy đủ. Đó, Google Chromecast đầy đủ luôn nha. Đó, ok. Rồi. Đó. Rồi, đối với những khách hàng mà nghe những thể loại nhạc như là EDM. Chà chà. Đó. Cho các bạn coi. Rất là xịn, độ hoàn thiện và độ sang nó rất là ở ngoài mặt tiền rất đã. Đây những chân cao su chống rung và size rất là nhỏ, phù hợp những căn hộ mà có cái kệ 30, có nhiều màu. Hiện tại là màu trắng đó, nhưng mà Vũ đang zoom nó hơi bụi xíu, nhưng mà các bạn có thể có rất nhiều màu, màu tối thì tùy các bạn nha, tùy các bạn thì thôi. Đây và những dạng này nữa. Đấy, dạng này là có subwoofer, dạng này decor, những chỗ góc sách, những chỗ và ghế thư giãn, đánh rất là lớn nha, subwoofer rất là mạnh nha các bạn, lưu ý nha, con này ghế subwoofer các bạn, nó có rất là nhiều kiểu decor. Mẫu này thì là bằng da, cameraman tới quay cận cảnh. Đấy, mẫu này mẫu da nha các bạn. Đó, đó mẫu da nè các bạn thấy không? Cameraman chắc cũng hơi mỏi tay nữa các bạn. Rồi, ok, tiếp tục lên đây xíu. Hôm nay thì có những mẫu này, mở lên. Giá này thì mềm hơn. Đó. Bỏ driver ra. Gắn vào. Quân license rất là đẹp. Rồi, cameraman quay cận cảnh. Đó, thấy chưa? Rồi, những bạn trẻ thì có những dòng di động có pin. Đây. Một cái kệ. Rồi, bóc xe màu trắng này các bạn. Đó, đẹp không? Rất là đẹp. Rồi những dạng này cũng đặt trên những cái dạng kệ sách hoặc một góc phòng, hoặc là trên chiếc kệ TV chúng ta. Dòng này có pin nha, đặc biệt dòng này có pin luôn nha các bạn. Yeah. Có wifi, có pin, có re-sub out luôn nè. Đỉnh ở chỗ này đó các bạn. Nhỏ có pin mà có hỗ trợ re-sub out luôn, nghe nhạc EDM được luôn. Nhưng mà bình thường nghe để trong phòng mà căn hộ phòng bị vang là không cần sub nha, nó đánh những dạng lo này đánh được ra súp luôn nha các bạn. Đó, mặt tiền của nó đó các bạn, mặt function bấm là đã không, rất là dễ dùng mà ai cũng nhìn cũng biết, người lớn người ta cũng biết rồi. Đây là những cái reset chúng ta lưu những cái thể loại nhạc chúng ta thích nè, kết nối Bluetooth nè, đã lắm. Nhưng mà chúng ta điều khiển điện thoại cũng được, còn ai muốn điều khiển cơ cũng được, tùy. Nói chung rất là xịn. Về decor vải, đa phần hãng này họ sử dụng vải bố nhiều các bạn. Đúng rồi, hệ sinh thái của nó nè. Ở đây những dòng loa nhỏ nè, màu gỗ bên nốt nè, loa nhỏ, con này chỉ có vài triệu thôi, đó, con này chỉ có vài triệu thôi, ok. Cái hộp của nó các bạn nhìn nó rất là đã, đó, Audio Pro các bạn thấy chưa, đó, nhìn nó xịn sợ chưa, đây cái thùng đó đây, đây 80W đầy đủ mọi công nghệ multi room. Đó, khả năng multi room kết nối Bluetooth đầy đủ hết, sub real luôn, full option. Các bạn thấy một thùng nhìn nó sang đó các bạn thấy không? Đấy, Audio Pro đó, Cafe đó. Rồi, ok, camera, đây camera mình chồm đi ha, ok rồi, ok camera mình lắc vô, chạy vô đây. Các bạn thông cảm nha, ở ngoài thì khách hơi đông tí xíu nên Vũ review ở ngoài hôm nay, các bạn kia đi lắp công trình đi quay rồi nên cũng không có đeo mic đó. Nếu mà các bạn có khó nghe thì các bạn thông cảm tí xíu nha. Rồi, ok các bạn thấy chưa?
những con loa cột như thế này, thì thay vì chúng ta sẽ phải tốn tiền mua những cái con amply rồi phối ghép amply thì hãng họ đã làm sẵn rồi, và những ngõ streaming chúng ta phải tốn. Hôm nay các bạn thấy nhìn chung là audio rồi là một hệ sinh thái tích hợp all in one và cho chúng ta một trải nghiệm của người dùng, thì nó tích hợp đầy đủ về mặt công nghệ, đơn giản cho người dùng, cắm điện là xài. Các bạn có thể nói là con audio pro này các bạn có thể dùng nó đối với những đối tượng mà khách hàng nghe nhạc, tập trung vào nghe nhạc, chất lượng âm thanh nghe nhạc trong một cái tầm tiền này mà cần streaming để nghe được chất lượng cao, thì audio pro đáp ứng được các bạn tốt hơn về mặt sau ba, các bạn tốt hơn về mặt, và cũng khẳng định điều đó luôn, là tại vì về vật lý là nó đã hay hơn sẵn về cái thiết kế rồi, nó sẽ tốt hơn sau ba rất là nhiều đó. Thì tùy theo cái nhu cầu của khách hàng mà cũng như là căn nhà của chúng ta mà chúng ta làm sao có một cái bộ hệ thống hay nhất, thì đối với những con này nó phù hợp với những cái kệ đó nhỏ nghe du dương hay, nhưng mà các bạn nói nhỏ là Vũ đang nói ở góc độ là tiết kiệm nghe nhỏ, thì các bạn muốn nghe nhạc IDM thì vô tư, như các bạn vô tư đánh rần cái căn phòng mình luôn á, nói chung là hàng xóm vẫn kiện cáo các bạn là chuyện rất là bình thường. Ok, như vậy là video ngày hôm nay Vũ đã giới thiệu tổng quan hết các bạn về cái line sản phẩm, cái hệ sinh thái của Audio Pro rồi. Thì các bạn có đánh giá như thế nào về cái line sản phẩm này? Các bạn có tìm được cái sản phẩm nào tương tự như vậy về mặt công nghệ, về mặt streaming, rồi về mặt thiết kế, rồi về mặt giá thành giống như con này hay không? Thì hãy cùng để lại comment phía dưới. Còn nếu các bạn thấy video Vũ chia sẻ tuy dài, nhưng cái nội dung của Vũ chia sẻ muốn cho những khách hàng chưa trải nghiệm qua cái ngành nghề này, chưa đang tìm hiểu, thì biết hơn rất rõ và nhiều thông tin những cái mặt công nghệ cũng như là mặt âm thanh, rồi các bạn có sự lựa chọn đúng đắn hơn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên bấm like và share video này của Vũ, để Vũ sẽ làm những tập story giới thiệu và cũng như review chi tiết từng story một các bạn. Đây là một story tổng hợp. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.